Đúng rồi, lại đây các em, lại đây các em. Ờ đúng là vũ khí mod vui phải nồi anh em. Rồi, xin chào tất cả các anh em và mình sẽ trở lại với 7 Days to Die Age of Oblivion. Hình như là sau 5 ngày rồi mới có video mới anh em. Thì coi như là tôi cũng đã gặp trục trặc trong cái bản mod này anh em. Cái bản mod này nó hơi nặng cho nên là tôi đã phải download lại và cài lại anh em. Cũng hơn là nó không bị xóa mất cái file này. Rồi bây giờ thì đã qua tới ngày 16 thì bây giờ tôi sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ coi như cho xong đi anh em. Cho xong luôn hai cái nhiệm vụ milking cow và expand your farm nè. Đây tôi cũng muốn coi như là sau những giờ phút chiến đấu tôi cũng muốn xây một cái nông trại thử xem nha anh em. Thì đây tôi cũng đã xây thử làm một cái coi như một cái nền sẵn rồi nè anh em. Thì đầu cái chỗ này là anh em tôi sẽ lấy cái khu vực này làm cái chỗ nông trại anh em, coi như là nuôi trồng cây xanh và gia súc nha anh em. Rồi cũng sẽ sau này sẽ bắt đầu tập này sẽ là mở rộng cái căn nhà của tôi ra một tí. Thì bây giờ đây tôi đã chế sẵn những cái block để mà ở đây có rất là nhiều cây anh em, rất là nhiều là cây trồng cho nên là sẽ tốn khá là nhiều diện tích đây. Thì bây giờ tôi sẽ làm theo cái nhiệm vụ của nó đây nè. Đây cái nhiệm vụ expanding your farm nè. Thì nó kêu tôi là phải có wheat nè, tomato và bồ tây, có nghĩa là cà chua, khoai tây và gì ta, lúa mạch anh em. Ok, nếu như vậy thì tôi phải lấy seed theo chứ đúng không? Đây tôi có 46 seed nè. Ok, mình sẽ chế seed đi anh em. Đầu tiên là cà chua đúng không? Tomato đây. Ok, chế xong rồi bồ tây tô. Nói chung là cái phiên bản mod này nó có cái nhiệm vụ làm nông trại cũng khá hay nha anh em. Và cái gì nữa? Và wheat nữa. Ok, trồng lúa mạch nha anh em. Wheat. Well. Đây wheat. À, không biết có đủ chưa nữa. Đâu để tôi lấy qua xem. Come on. Ok, và nó kêu gì nữa anh em? Sugarcane rồi con một nữa. Ok, cứ từ từ đây, cứ từng bước một đi anh em chứ không thôi sẽ bị loạn mất. Để vào đây, để vào đây và để vào đây. Rồi để tôi xem, tôi sẽ trồng bồ tây tô đây. Tôi sẽ chia khu vực nha anh em. Cái chỗ này tôi nghĩ sẽ là cây ăn trái đi. Đây tôi sẽ để thêm mấy cái ủ đây là thành một cái khu riêng biệt nha anh em. Đây tôi nghĩ là ra đây luôn đi. 4. Rồi khu này sẽ là trồng cà chua nè. Đây cà chua bên đây đi. 1 2 3 4. Xong rồi bên đây sẽ là tới khoai tây anh em. Ok, bồ tây tô đấy. Xong rồi lúa mạch thì tôi nghĩ là lúa mạch là sẽ trồng riêng một cái khu khá là rộng nha anh em. Nếu vậy tôi sẽ tôi để thử đây luôn đi. Hoặc là để đây đi anh em. Cái chỗ này tôi sẽ thêm mấy chỗ nữa để tiết kiệm diện tích. Ở đây tôi sẽ trồng âm ở dưới đất luôn. Ê, khá đẹp hơn em à. Rồi bây giờ thì sẽ trồng ở đây lúa mạch. Lúa mạch thì trồng trên nền đất là quá đẹp rồi còn gì nữa. Rồi bây giờ thì còn cái gì nữa? Con một và sugarcane hả anh em? Ok, để tôi xem nó là cái gì nha. Đây anh em, con là bắp đúng không? Nếu vậy thì phải cần tới đây 5 cái là được 10 cái đúng không? Ok, con và sugarcane có nghĩa là sugarcane là đường anh em, cây đường đúng không? Sugarcane maple tree. Ô, rốt cuộc là nó có hai loại luôn kìa anh em. Cái nước mía chứ lộ anh em. Nước mía nó cũng ngọt nên tôi nói là cây đường đó anh em. Cái cây nào mà làm ra đường nghĩa là cây mía chứ còn gì nữa. Anh em đừng vợ tôi bắt bẻ, anh em đừng bắt bẻ tôi, đừng như vợ tôi nha. Ok. Đâu bây giờ chết chà. Ai chà, bây giờ trồng đâu ta? Tôi nghĩ là đây tôi cũng sẽ trồng âm luôn đi anh em. Đây cái khúc này đi. Tôi còn mở rộng với đâu anh em, cái này tôi chỉ thử coi như là làm một cái khung thôi để mà sau này tiện mở rộng ra. Quên, đây chỗ này tôi cũng sẽ trồng mấy cái cây cho nó đẹp căn nhà anh em. Đâu rồi để tôi xem trồng cây mía hả, cây bắp đây. Cây bắp ở đây đi, đúng rồi. Ok, cây bắp vậy là có bắp coi như mỡ hành, bắp nướng mỡ hành nha anh em. Ok, và sugarcane phải cái này không ta? Đâu để tôi trồng thử ra xem. À đúng nó rồi anh em. Ok, nếu vậy thì thôi tôi nghĩ là tôi sẽ phải mở rộng thêm đi anh em. Đây tôi nghĩ cái khúc này thì mình trồng hẳn xuống luôn đi anh em đây. Ừ đó, để dưới này luôn đi cho nó tiết kiệm ha. Ok, rồi để xem cây mía lùi. Đấy, thế là xong. Và nhiệm vụ này coi như là xong rồi, anh em. Nó chỉ giới thiệu cho mình cái cách thôi, thấy không? Bây giờ milking cow. Rồi bây giờ thì tới chỗ, nói chung là rất là nhiều cây cối anh em, cho nên là tôi phải để từ từ sau đi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành qua tới cái đây, cái nông trại gia súc. Hôm bữa thì anh em nhớ là tôi đã chế ra được một con bò anh em. Bây giờ tôi sẽ đẩy mạnh vô cái mà human clone, có nghĩa là nhân bản con người và nhân bản gia súc nha anh em. Đây, và mấy con bò nè anh em. Cái con này thì nó chỉ đứng yên có một chỗ để mình dắt sữa thôi, chứ nó không có đi được nha anh em. Thì cái con này nó đứng ngay đây, tôi sẽ đập chết nó luôn đây. Đứng ở đây thì không, tôi cứ tưởng là nó sẽ di chuyển chứ anh em, chứ nó đứng đây thì không có đẹp đội hình chút nào. Thì bây giờ đây đã cây cỏ bên đây rồi thì mình cho gia súc nó cũng đây phía trước rồi đi anh em à. Được đấy, cho nó chung một chỗ, có gì mình đứng ngắm cũng đẹp hơn. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu để mấy cái nền xuống nha. Đó, hoặc là tôi không để nền cũng được anh em, để cho nó đứng dưới, để có gì nó ăn cỏ luôn cũng được ha. Rồi tôi lắp cái chỗ này cái đã. Đây bây giờ tôi sẽ chia khu qua đi anh em, chứ nếu không xây như vậy là nó sẽ bị rối. Nếu bây vậy cái khu đây, tôi lấy cái hàng rào này đi anh em, làm một cái chỗ coi như là phân chia đất đai ra cái đã. Come on. Đây cái phía trước này mình làm cái chỗ cho bò gặm cỏ cũng được đấy anh em. Đây, và trong lúc tôi làm cái này anh em, là có một vài đứa coi như là lính lát của tôi nó bị chết rồi nha anh em. Nhớ mấy cái thằng cầm súng không? Tụi nó bị mấy con quái kia nó đập chết bà hết rồi anh em. Tối tụi nó bu vô một đám. Coi như là mấy thằng mà kiểu tầm xa nó yếu lắm anh em ơi. Chỉ có mấy thằng cận chiến này mới mạnh nè. Cái chỗ đất này thì nó hơi bị lún xuống, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ lắp cho nó bằng đi anh em, chứ không thôi để nó lỗ chỗ nó sẽ không có đẹp mắt lắm anh em thấy không? Ok, để tôi lắp luôn. Rồi ok, cái chỗ này đây để tôi thào thêm cái khúc này một tí nữa cho nó vuông dứt lại cho nó đẹp luôn anh em, chứ để nó méo méo như vậy thì hơi khó chịu. Ok rồi, đấy bây giờ thì tôi sẽ đây cái milking table này thực sự thì đây tôi để tùm lum cũng được anh em, bởi vì mà lúc mà mình lấy ra rồi thì nó cũng mất thôi. Thì bây giờ tôi cứ để thử ở đây đi. Milking table. Đấy, cái này nó tự động cho anh em, nó tự động nó sẽ lên mấy con bò thôi. Rồi sau này tôi sẽ đặt mấy con bò ngay cái chỗ này. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tới cái human clone anh em. Thì tôi định là cái khu này, nhưng mà cái khu này thì nó hơi chật, cho nên là tôi đang nghĩ tới mình xây một cái lầu lên đi anh em. Đấy, nếu vậy tôi nghĩ là chỗ này sẽ xây một cái đường đi lên đi anh em. Bắt đầu tôi xây một cái tầng đi để tiết kiệm diện tích cái coi. Mở rộng quá thì nó cũng không có, đây mở rộng quá thì nó cũng không ổn lắm đâu. Để tôi xem, nếu vậy mình phải đi lên khá là nhiều tầng đúng không? Ok, tôi sẽ làm giống như là cái cấu trúc thủ đi anh em, cứ tầng tầng đi lên. Ok, ai tiến hành thôi. Ok, cái độ cao như vậy thì tôi nghĩ là được rồi nè anh em. Thì thật sự thì so với lại cái đại nam thấy không, cái máy mà hồi sinh zombie ấy, thì nó cũng không có thấm vào đâu, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ có khúc này thôi. Tôi không có lấn ra khúc đó đâu, cho nên là bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ làm cái cầu thang đi ra hai bên anh em, kiểu cái hành lang hai bên ấy. Thì nó vậy tôi sẽ đây tiến hành cái kiểu ok, một cái bên đây và cái bên đây nữa. Ở cái chỗ này thì cho nó ui chà ơi, khá cao rồi anh em thấy không? Rồi tôi nghĩ là rộng ra như vậy là khá ổn. Bây giờ thì lên trên xem tiếp xem. Ok, tôi nghĩ là lên tới đây là khá ổn rồi đó anh em, cái độ cao như vậy là vừa nè. Xong rồi bây giờ cái tầng trên của tôi nó sẽ như thế này nha. Rồi tôi sẽ mở rộng ra một tí, sẽ khá mất thời gian. Ok. Đó anh em, thì tôi làm cái hành lang nó bên đây nè. Đó, kiểu như vậy nè anh em. Thì nó sẽ, coi như là tôi để mấy cái ống nhân bản anh em dọc dọc theo hành lang rồi nè. Đấy, cho nó tiện lên xuống luôn. Ok ha, nhưng mà cũng phải xem. Tới chỗ này thì nó đã bắt đầu sắp sụp rồi anh em thấy không? Ok, tôi nghĩ tôi phải làm một cái cột chống thôi. Đây, có một cái cột sẵn ngay đây nè anh em. Ok, thấy không? Bắt đầu thấy không? Coi như vững chãi trở lại rồi. Rồi ok, tôi sẽ tiếp tục ở bên đây cái. Rồi ok, như vậy là ổn nè anh em. Hai bên thì tạm thời tôi cứ mở tới đâu hay tới đó đi. Rồi bây giờ tôi sẽ lên 4 cái 4 cái máy human clone thì để xem. Chà, anh em thấy không, nó cũng khá bự đó chứ. Rồi tôi sẽ để xem 1 2 3 4. Ok, hình như là cái lối đi nó cũng hơi chật, nếu vậy thì tôi cũng có thể mở rộng ra sau này ha nha anh em ha. Rồi bây giờ sau đó thì sẽ chế là human cloning để tôi xem được mấy cái, max là được có 2 cái hả ta. Ok, họ chế đỡ đi. Rồi và bây giờ thì tôi còn có cả anh em chicken nữa nè, ngoài bò ra thì còn có cả gà. Animal DNA, human animal DNA thì cần raw meat, và big. Chà, tôi lại đang thiếu raw meat, có vẻ như phải đi kiếm thịt, thêm thịt rồi anh em ơi. Cái raw meat thì mình đi săn thú cũng được. Rồi rồi, bây giờ thì xem 2 human ingredient. Ok, để tôi lên tôi clone 2 máy luôn đi, có đủ nguyên liệu rồi sẽ tiến hành clone tiếp anh em. 1 nè, 2 nè. Ok, rồi chờ xem, hình như nó cũng có những cái buồng cải tiến anh em, là mình muốn ra con nào nó sẽ ra, mình có thể chủ động luôn hay sao ấy, để từ từ tôi nghiên cứu sâu. À quên anh em, cái mà anh em nhớ kỳ trước tôi nói là về cái vụ cốt truyện đó anh em, đây tôi đã lụm được, tôi đi 2 lần tôi lụm được 4 cái mảnh dịch chuyển là anh em, ở dưới cái tầng hầm đó thì đây tôi đã lụm được 2 cái nữa và nó giống y chang nhau nha anh em. Như vậy là đúng theo tôi nghĩ luôn, đó là mình phải kiếm thằng trader mới anh em, thì xuống những cái hầm mới nó có mới có thêm những cái gọi như là những cái miễn dịch dịch chuyển tức thời mới anh em, thì mới ghép lại được nha, chứ một chỗ là nó chỉ ra có đúng một cái loại đó thôi. Thì bây giờ tôi nghĩ là tôi phải tiến hành, anh em biết không, tiến hành đi làm cái nhiệm vụ lên tier 2 đi anh em, sẽ có một cái nhiệm vụ đi kiếm trader mới ấy. Thì mình mới biết được đích thực chính xác vị trí của thằng trader kia ở đâu. Ok nha, bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị một vài thứ cho mình đi thôi. Đây ngoài ra nó còn có rất là nhiều thứ nè anh em, đó là food, juicer, bấy ép, pasteurizer. Nếu được thì tôi thử, tôi chế hết thử xem. Chế hết thử nha anh em. Vegetable oil maker, thùng rượu. Ồ, cái thùng chế cái gì anh em? Brew là chủ thùng chế bia nè. Davy Chen kidnap gì tùm lum hết nè. Ok, tôi chế hết đi anh em. Có đồ chế hết thôi chứ sao. Quá trời luôn tì. Và chuyên gì tùm lum hết này. Rồi ok, để xem. Thì bây giờ anh em tôi mới biết những cái thứ đồ này á, thì nó chỉ là những cái tool thôi đây. Thấy không, cái đồ họa của nó vậy, nó chỉ là những cái tool bỏ vô những cái máy thôi. Và thực sự tôi cũng chưa biết là cái máy nào hết, để tôi xem thử xem. Đây thì chỉ có hình như là chỉ có cái AY nào để tôi xem. Đấy, nó cũng là tool anh em, chừng cái nào mà đem ra thành một cái hình á, hình cái đồ vật á, thì mình mới có thể coi như là một cái máy được. Đâu để tôi xem. À đây nè anh em, đây một cái máy gọi là nấu bia nè, brew station là nhìn cũng đẹp quá chứ ha. Nếu vậy brew station hả? Tôi nghĩ là tôi sẽ làm ngay chỗ này đi anh em. Ok ha. Đâu brew station. Đấy, đây để xem. À, và mấy cái tool của thằng này, ái chà, vậy có sẵn rồi nè anh em. Why nè. Cái gì nữa? Cái máy này là đúng không? Pasteurize và một cái HY nữa. Rồi, ok. Để xem còn gì nữa. Rất là hay, có những thứ rất là hay nha anh em. Cái này là cái gì? Để em bỏ vào xem. Cái này cũng là một cái máy này, sẽ giống như một cái máy xây sinh tố lắm nha anh em. Đúng không? Nếu vậy nên để nó ở đâu? Well. Đây, đặt nó ngay đây thử xem. Ok, nhìn mấy cái máy này lạ lắm nha anh em. Mix fruit, cái này là làm mấy cái xay sinh tố nè anh em. Á chà, khá hay nha. Á chà, chơi con game này cảm thấy đói bụng quá anh em. Con này là gì? Một cái máy quét sữa hả? Đâu để tôi thử luôn nha. Để lên đây luôn. Rồi nó làm gì? Cái này là để quậy kem, làm bơ này nọ đó anh em. Ok, you are thirsty. Chết cha, làm miếng nước con mấy bé. Đây, và từ cái máy này có thể làm ra rượu whisky nè anh em, rượu đỏ là rượu rum, vodka và sữa nè. Chà, cũng hay anh em, coi như là một cái nông trại đúng nghĩa rồi còn gì nữa. À quên, còn 2 thằng này nữa để tôi xem. Để xem tôi đã hồi sinh được 2 thằng nữa nè anh em. Thằng này á, thằng này có rồi. Mẹ, thằng này thì sao? Đâu có thằng nào mới hơn không? Ê, cái thằng này là thằng mod bên Darkness Phone nè anh em. Đúng không? Đúng rồi đây. Rồi còn nãy giờ còn ba cái này nữa để xem, hình như đây là một cái máy bắn nước nè anh em. Đâu để tôi thử xem nha. À đúng rồi, đây là một cái tủ lạnh hả? À một cái máy bắn nước tự động nè anh em, cũng hay quá chứ đâu. Nếu vậy tôi để ngay đây thử xem. Ok rồi làm gì? À bắn nước anh em. À và nó là cái tool của thằng này hả? À, nếu vậy thì bỏ vào nè. Còn gì nữa? Ủa phải không ta? À không, cái này khác. Ok rồi cái này thì sao? À, chà nhiều thứ lắm nha anh em. Một cái thùng gì thế nè. Còn cái này thì sao? Này giống như cái đồ trữ đông lắm. Nhiều thứ lạ lắm nha anh em. Ok nếu vậy thì đây bắt đầu để bên khu vực này đi anh em. Khu vực này sẽ là khu vực ăn uống đi. Đấy để ngay đây. Rồi cái thùng này xoay vào đây. Ok rồi cái máy này tôi nghĩ là để tạm thời để đây đi anh em, sau này mình layout lại cũng được. Rồi để xem mấy thằng này làm cái gì. Thằng này cũng cái này làm bánh anh em. Ồ vậy là tôi không cần lo lắng về đồ ăn nữa nha anh em. Còn này là cái gì? Smoke, cái này là để nướng anh em. Đúng rồi, coi như là gà nướng thùng phi này, bao ngon luôn. Ai chà quá đã nha. Ok và đó là tạm thời những thứ trong bản mod về, nói chung là về ăn uống này nọ thôi anh em. Còn cái Ace Barrel này nữa tùm nơ, cũng khá nhiều thứ để tụi này sau này tôi xây tiếp nha. Đây mà quên cái chỗ này xong rồi thì mình cũng phải trang trí một tí. Tôi thích cái màu đất anh em, cho nên là tôi sẽ trang trí nó bằng gỗ đi. Paint brush, paint roller đây. Ok xem cái mẹ nó ban luôn cái đất ở đây rồi anh em. Thôi cãi cũng được. Rồi bên đây thì sao? Tôi nghĩ là bên đây sẽ cho một cái màu nào đó mới đi nè. Ví dụ như là đây để tôi xem wood thì còn gì nữa. Tại cái màu này được không? Màu này cũng đẹp nữa anh em. Ok. Nhưng mà từ gái ban brush này đi. Ok cái màu này cũng khá đẹp nè anh em, hãy chuyển qua màu này đi. Ok ha. Rồi tạm thời cứ để như vậy. Đây trên này thì cũng cho một ít gỗ trên này luôn đi, cho nó đẹp luôn. Đấy sang hơn hẳn luôn em thấy không? Come on. Ủa sao nó sơn gì lỗ chỗ vậy anh em? Lạ kỳ. Nào. Đấy. Ok tôi nghĩ vậy là tạm ổn anh em. Sau này sẽ có những cái thứ nào mới thì tôi sẽ đem những cái, nói chung là để tăng tốc độ coi như là clone nhân bản này nọ, tôi sẽ để nó qua đây và thêm tầng nữa nha anh em. Rồi ok tôi nghĩ là mình nên lên đường đi anh em, mình đi tìm một cái vùng đất mới đi. Nhưng mà trước tiên thì quên nữa, tôi đang có tiền quá trời nè anh em. Đúng rồi để tôi coi thằng trader coi nó có bán cái gì mới chưa anh em. Đây những cái cây này khá đẹp nên tôi giữ lại nha anh em, trang trí cho ngôi nhà của tôi. Đâu để tôi xem nó có bán cái chìa khóa mới gì không nha anh em. Ok nói chung là mấy thằng này cũng chẳng có bán gì mới đâu anh em. Thì hình như là ở trong đây á, anh em những cái chỗ thành phố khác nó sẽ có random, anh em sẽ có một cái thằng nó chuyên về, một thằng mod anh em nó chuyên về bán xe, nó chuyên chỉ là bán xe độ thôi anh em, cho nên là nếu như tìm được thằng đó thì mình có thể kiếm được một con xe ngon lành để mà chạy đây. Thì bây giờ cái gì thế kìa, quên con gái tôi, thằng nào con lại đây đi với bố nào, follow me. Đúng rồi anh em, đã đi mém nữa tôi quên, tôi dẫn thêm con gái tôi đi theo chứ quên mất. Ok, tôi nhận nhiệm vụ clear zombie ở đằng kia 250 mấy mét. Rồi ok, để tôi đi làm tí nha anh em, trong khi chờ đợi mấy con bò này nọ nó coi như là nó đậu thai luôn. Rồi, nhiệm vụ clear zombie tier 1, clear thì chắc cũng cái này nhà này quen vậy. À, cái nhà này là ở trong Age of Oblivion của tôi nè anh em. Đúng rồi, những căn nhà, cái căn nhà đầu tiên của tôi luôn này, hèn chi thấy quen quen. Ok, nếu vậy tụi nó sẽ trên đây nè đúng không? Nào, come on, có đứa nào không? Ý, mày nè. Mày này, ma cà rồng. Đây hình như là nhảy xuống đây nè anh em, cũng có một đám luôn nè. Mà cẩn thận khá đông nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy lấy shotgun ra trước đây. Thằng nào nói cái gì thế kìa? Mày bớt đây này. Hình như có một thằng Hà, cái giọng đó là thằng Hà nói đó anh em. Ô mẹ nó lắc thiệt chứ. Tôi không biết tôi trụ nổi cái bản mod này hay không anh em, bởi vì nó lắc quá. Này tôi sợ có khi nó bị lắc disk lại hư file nữa thì khổ. Đây nó nằm ở dưới này nè anh em. Mày này, anh mày có sọc lên ở đây thì không sợ nữa đâu. Này thì mod hả mày? Quái mod anh cho mày đi hết. Ủa mà mấy em tự bắn con gái mình này. Hay lắm con. Đâu còn thế nào nữa không? Hình như là ở phía trên nữa anh em. Hình như ở phía trên nữa. Ok đi lên. Where is it? Ủa con gái tôi đập chết thằng này rồi anh em. Hay lắm. Có thêm đồ này. Ui da mày làm tao hết hồn. Ui bê. Còn thế nào nữa không ta? Hình như ở trên lầu nữa đúng không? Tôi nhớ là nó ở ngoài này anh em. Mày này. Từ từ. Ủa vậy chứ còn cái thằng còn lại nằm đâu anh em? Kiếm hoài trả ra. Ý mày làm tới đâu mày? Thớt này thì thớt. Tôi nghĩ thằng đó nó trên nóc nhà là một con chim hay gì quá anh em ơi. À hóa ra nó có một cái đường hầm ở lên đây nữa. Con nhỏ này đứng ở trên đây hèn chi nãy giờ. Ây da, đây nó đây anh em. Nãy giờ kiếm mày không ra. Ui da. Mày này hèn chi nãy giờ cứ mò mãi. Hình như trên đây có đồ anh em. Well đúng rồi. Ok để xem. Ồ tạp chí cũng được. Máu nè anh em. Đạn này nọ. Hay lắm. Thêm một ít đạn. Ok. Rồi thế là xong nhiệm vụ. Ủa đúng rồi xong nhiệm vụ này rồi anh em. Giờ trở về thôi. Rồi tôi cũng đã làm xong coi như hầu như là 5 cái quest nhiệm vụ tier 1 của anh em. Hình như là nó đã đây. Got any special job. Đây đã lên tier 2 anh em. Opening track route 2 km về phía nam. Ok để tôi xem 2 km về phía nam hả anh em. Để tôi xem opening track route là đây. Á cha, hóa ra là cái thành phố cũ của tôi nè anh em. Và cái thằng tracker nó nằm ở cái phía này. Đây tôi còn chưa mở được map nữa nè. Ok có vẻ như mình sẽ phải làm một chuyến đi xuống dưới lại rồi nha anh em. Đâu và để tôi xem. Quên tôi đang có tiền mà. Để tôi bán bớt rồi anh em. 10.000 mà. Hay lắm. Bán hết. Bán lên level luôn anh em. Thấy kinh chưa? Và tôi được 82.000. Và hình như là thằng này nó cũng đã hết tiền để mua rồi anh em. I'm not interested in that item. Đúng luôn. Đây vậy còn thằng này tôi qua tôi bán cho này đi. Ok 4.000 nữa. Được 89.000 luôn rồi em ơi. Quá ngon lành luôn. Rồi tôi nghĩ là mình đi trong đêm luôn đi anh em. Tôi sẽ bay thẳng qua bên đó luôn. Bây giờ đang là 2 giờ sáng mà. Và để tôi xem đi ngang qua xem mấy cái con. Đây hình như được rồi đúng không? À ra đi rồi nè anh em. Hay lắm. Ok nếu đã ra đi rồi thì mình lấy luôn. Đây. Đâu bây giờ nếu vậy thì tôi sẽ để nó đây. Mấy con bò anh em thì tôi sẽ để nó. Nuôi bò thì để ở đây đi cho người ta thấy trước mặt cho anh em đúng không? Tôi để phía trước này đi. Tôi còn mở rộng ra nữa mà. Đấy. Đứng xếp hàng với nhau. Quên nếu như vậy thì đâu tôi chia từng cặp ra đi anh em. Đây con bò này đứng đây. Con này đứng đây. Đây. Ok rồi để tôi xem. Nếu như vậy thì hình như là mình cũng sẽ phải cho nó ăn anh em. Xong rồi sẽ tới khoảng một thời gian sau thì mình sẽ dắt sữa được nó. Ok còn cái này nữa thì mình cứ để đi. Đây và tôi nghĩ là ở trên cái cloning chamber thì nó cũng đã gần xong rồi anh em ơi. Nói chung là tôi sẽ cải tạo cho nó đẹp hơn nhiều anh em. Tạm thời thì cứ như vậy nha. Đâu đây ra đi luôn rồi này. Hay lắm. Được 2 thằng. Ui gì đây? Từ từ. Để anh mày xem coi nó là thằng gì cái đã. Thằng này là thằng gì lạ lắm mà anh em. Còn này thì sao? Cái này giống như tiếng cái gì cung ép lắm là anh em. Giống như là tiên đó anh em. Tộc tiên mà xài cung lắm là. Đâu tôi để mọi thứ một đứa xem. Đấy, một thằng. Một con chứ hay lắm, có em gái đi theo tôi rồi anh em. Một em gái cung nỏ tên là Sun. Vậy và đứa này là đứa gì? Á cha và một thằng sao giống như lính Mông Cổ lắm nha anh em, Rabbit Arias. Hay lắm và mấy thằng này thì mặc nhiên là nó sẽ là đệ của tôi anh em. Follow me. Ok. Rồi nếu vậy thì tôi sẽ cho hai thằng còn lại đi canh gác cái chuồng bò của tôi anh em. Mẹ ơi, mấy thằng này nó thấy tôi có bò nó hay, tôi sợ nó ăn cắp bò của tôi lắm. Đây mấy thằng này thì cứ patrol around here đi. Này thì cũng patrol around here đi. Rồi coi như là sẽ có 3 thằng anh em, tôi dẫn theo 3 đứa thôi, 2 tăng và một cung đó, và thằng Dajin kìa. Ôi thằng này sống dai vãi nồi luôn em. Tới giờ nó vẫn còn sống. Rồi tôi nghĩ như vậy là khá ổn rồi đó anh em. Bây giờ tôi sẽ lên đường đi trong đêm luôn nha. Và đây cây bắp cũng sắp thành hình rồi nè, hay lắm. Mọi thứ đều tốt đẹp hết. Rồi bây giờ tôi sẽ lên đường nha anh em, làm một chuyến trở lại đó rồi. Ok, ở dưới nhộn nhịp vãi luôn anh em thấy không? Tôi bắn lộn ì đùng ngay nhà của tôi luôn. Hy vọng nó không phá nhà của tôi. Cả mình sẽ lên đường nhé anh em. Hóa ra là nó ở đây anh em. Cứ từ từ cái ai cha từ từ đậu từ thôi. Ok. Cái chiếc máy bay này khó lái hơn cái chiếc máy bay. Ôi có một con chó, ôi một con khỉ anh em. Pet chim. Bob, em này tên là Bob. Red banana. Nè con này nó cần coi như là chuối mà chuối đỏ hả anh em? Ở đâu ra? Có tờ heo. Mày giỡn cái mặt hả mày? Ok để tôi xem. Red. Đúng rồi anh em. Cái chỗ này có khói như vậy mới đúng là nhà của Trader chứ. Ok để tụi nó. Ôi mẹ cái gì? Cái này phải mở khóa à? Sao là kỳ vậy? Mình có đập được không? Hay là quá giờ. Ủa tôi nhớ là qua 20 thằng này nó mở 24/24 mà anh em. Thôi để tôi xem đám lính của tôi làm ăn như thế nào rồi đã. Eo ghê đấy. Ui võ tòng đá hổ anh em. Tiên nữ đi săn hổ à. Mày này. Thằng kia không phụ nó đi làm cái trò gì thế. Nào kìa con hổ kìa, qua chọt hổ phụ nó đi, nhanh lên. Á cha tôi được một cây steel led hammer rồi nè anh em. Hay quá, nếu vậy thì đây từ từ lấy sao. Tuyệt vời luôn em ơi. Ủa mày nó thịt luộc luôn con hổ rồi anh em ơi. Hay lắm. Quá ngon. Đó, để tôi xem thằng này đáng lẽ phải mở cửa vào anh em. Lạ ha, đâu để tôi mở cửa vào xem. Đây rồi, Trader này chả hiểu buôn bán cái gì mà mẹ. 4 giờ sáng đã đi mở cái đóng cửa rồi anh em. Hình như đây là cái ông già khó tính đúng không? Thôi đúng rồi anh em, thằng già khó tính này. Ok, nào chú. Đâu để coi chú có công việc gì không. Này cũng tier 2, ô tier 1 anh em, nhưng mà để tôi xem ông này ông có bán cái vũ khí hay là cái gì không? Chìa khóa xe hay này nọ không? 60.000 này là gì? Cái này là thuốc để reset skill thôi anh em ơi. Ok, nếu vậy thì chắc chắn đây mới đúng là Trader xịn anh em. Nếu như vậy thì để tôi xem cái chỗ mà nó đi xuống như thế nào ta. Đằng này chắc chắn phải có hầm chứ đúng không? Where is the hầm? Đây cái tiếng khè khè này là của cái đám ở dưới hầm đó anh em, nhưng mà tôi chẳng biết nó đâu, có vẻ như nó giấu anh em, cho nên là chắc tôi phải đi đập đây, tôi phải đi phá mấy cái này để kiếm cái này đâu phá được. Nếu vậy thì sao ta quên mất. Đúng rồi anh em, nhà Trader đâu có phá được. Cái này thì sao? Ồ lạ kỳ ta. Đúng rồi đây này anh em, đấy rồi hóa ra rồi. Ok mình chuẩn bị mình đi xuống dưới nha anh em. Rồi để tôi ăn một ít đồ ăn cái đã, đô binh gì vô hết coi. Đô binh à, đúng rồi vitamin cái. Rồi ok khá ổn. Bây giờ thì để tôi xuống xem, quên phải sửa cái cây súng này chứ. Cái cây shotgun này là xịn sò nhất rồi anh em, cho nên là phải vật bất ly thân. Đây cần gì? Skull đen ok. Úi dạ má hết hồn mày. Ủa cái này là gì đây? Hình như là cũng có một anh Trader ở đây chứ đúng rồi. Đâu để xem anh này bán cái gì. Cannonball and Handel Gun. Bây giờ tôi đang có 19 cái token anh em. Nó vẫn bán những cái đồ cũ thôi anh em. Bây giờ là việc của tôi là phải đi kiếm thêm token để mà loot thêm đồ. Ok rồi bây giờ thì cái quần què thế. Từ từ nha anh em. Mấy cái key card tôi để đâu hết rồi. Đây kia cạc đỏ nè. Đấy đúng rồi. Ủa sao con gái tụi nó mò dữ vậy anh em? Tội nghiệp nó vậy. Ui. Ui và cái chỗ này nó khác lắm nha anh em. Tôi cứ tưởng là nó sẽ giống nhau chứ. Hóa ra là mỗi một cái hầm nó sẽ khác nhau à. Cái chỗ này thí nghiệm điện kìa nè. Ui mẹ ơi. Cái này đâu có đấm được. Tụi bay khỏi có cửa ra đi. Còn cái này sao? Ê. Ai chà. Ui mẹ con boss nè anh em. Ui ui. Kinh đấy. Đúng là đây là đây đúng là có một con boss nè anh em. Này toàn là những cái con mẹ vật thí nghiệm nó trốn từ trong đây ra. Khá giống Darkness Phone. Ôi mẹ đông vậy. Ồ, nổ hèn đúng rồi. Ui chạy. Bành nóc o hết đi. Đúng rồi tăng nó cho anh. Ui mẹ. Ôi mày ở cái mặt của mày. Bây giờ là kỳ này là tôi chơi mức Insane nha anh em, mức khó nhất đây. Nào tụi bay làm cái trò vậy cái con quỷ này. Chơi nó. Quên mất đi vô đây phải xài mấy thằng tăng anh em ơi. Vô đây mà xài mấy thằng bắn tầm xa đó, nó chen đường nó để nó sẽ đứng chắn đường mình mà tôi quên mất. Quên. Đâu để lút xem có. Tôi chỉ lấy token đây rồi. Token hay lắm. Ok thêm chìa khóa và thằng nào nó cầm cưa ồn quá anh em. Bà cha mày chứ. Đây là chỗ hồi sinh nè. Ui mẹ mấy thằng xanh lẻ hết vậy. Từ cái má nhìn thấy ghê quá anh em ơi. À có một cái thùng Oblivion. Má mà cái thùng này chả có gì hết. Quá dởm. Ồ hay lắm. Ủa cái gì đây? À đừng mất cái Steel Glove anh em. Tuyệt vời. Rồi để xây cái này là cửa Blue. Có luôn. Rồi anh em đâu theo tôi. Má thằng kia nó vẫn còn muốn solo với thằng boss chứ sung quá. Thôi đi theo em đi anh ơi. Ui. Con này đồ hàng thật nè anh em. Chết mẹ rồi con này là boss. Sao mày không tăng nó? Con gái đấm nó cho bố. Đúng là con này là chỉ có súng mod mới chơi lại anh em ơi. Hay lắm một cái military vest này. Lấy về. Còn mấy con này thì sao? Mấy con này như chân trong tủ kiến anh em ơi. Đúng rồi. Ok. Ôi thêm một cái cửa đây nữa à. Này là cửa đen à. Ê. Con này thì đập được. Mày nè. Hay lắm. Có mấy cái súng này tôi đâu có cần nữa. Tôi chỉ lấy mod này nọ thôi anh em. Bôi xô. Thôi không cần. Ok rồi tiếp xem. Cửa xanh hay lắm em. Nó làm mấy cái thiết kế mới như thế này thì thấy vui, kiểu nó thấy nó phong phú hơn hẳn anh em à. Chơi không bị chán. Rồi cái cửa này nó bị đây rồi là cái cửa bất. Mày vô đây. Ben. Ủa sao con gái tụi nó không đánh anh em? Follow me để tôi bấm lại xem. Đúng rồi đập nó cho bố. Nè cái anh cầm thương của tôi biến chả thấy đâu luôn. Á chà và anh em xem này. Ôi kinh đấy. Có một cái con gì nữa kìa anh em. Wow. Cái chỗ này tốn khá là nhiều chìa khóa đó anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi xuống thằng boss trước. Để lỡ mà nếu như mà bị thiếu chìa khóa thì cũng có thể tới được boss anh em. Còn nếu như dư á thì sẽ mở mấy cái cửa này anh em thấy sao. Rồi tôi mở cái này để xem. Cái này là cửa gì đây? Cửa black nè. Rồi chơi nó. Con này là boss luôn rồi anh em. Bao nhiêu máu nào mà tránh ra coi. 2000 mấy máu anh em. Chà đánh cũng mệt đấy. Ôi chết mẹ. Sorry con gái cưng. Con gái ngoan của bố nha. Đây để tôi. Hay lắm, mày solo tay bo với con tao hả? Nó đập cho mày ra bả. Chết mẹ, nó đập cô gái tôi xỉu luôn rồi. Hay lắm, ra đi chơi nè. Ý kiến ý cò phụ huynh tới đây. Ôi, thằng này được tới 40 cái token luôn, quá đã. Tao để tôi xem thằng này có thằng nào giả không? Giả rồi anh em. Mày giả hả mày? Còn đây là đồ thật. Nè sao dởm vậy ta, tôi cứ tưởng cái đồ Oblivion này phải ngon với anh em. Cút. Giờ này mấy thằng này còn tuổi gì nữa. Ui mẹ sâu phải nồi anh em. Cả mình sẽ đi từ từ xuống nha. Tôi nghĩ là đây, đi xuống đây xem. Đi thôi anh em. Ui mẹ, con này cũng là boss nè anh em. Thôi chết bà rồi. Mày quăng tứ bề luôn. Mày nè. Ôi thêm mấy con gì xanh lẻ là anh em. Ôi mày lại boss nè à. Sao lắm boss thế. Cái hầm này căng, cái hầm này căng đấy anh em. Hầm này kinh đấy. Toàn là đầu trâu mặt ngựa không. Ủa cái gì đây? Laser ball. Hay lắm, chẳng mấy chốc tôi sẽ đủ token để mua thêm đồ mới anh em ơi. Nào tránh ra con gái. Mẹ con gái tôi đúng là báo thiệt chứ anh em. Tránh ra cho bố đi. Cô về mày che. Ừ cút. Đúng rồi. Ôi con này cũng là boss anh em. Mày boss. Boss thì anh mày xả shotgun. Hay lắm. Wow, nhiều đồ lắm nha anh em. Ê, từ từ cái, hình như tôi đang bị nặng đúng không? Chết bà rồi, tôi phải ăn uống các anh em, nãy giờ tôi lo quên bỏ bớt đồ đi, nặng quá. Lại chống túi đồ tiếp tục cuộc hành trình xem mình xuống sẽ, tôi nghĩ là cũng sẽ đi xuống dưới tiếp đi anh em. Đứa nào? Đây rồi. Mày á, ui đứa này toàn là boss không à anh em ơi. Đâu hình như còn hình như hết rồi anh em, đây là tầng cuối rồi. Đây và nó cứ chỉ xuống rồi anh em, có nghĩa là mình phải đi xuống nữa à. Ôi lạ ta. À, lạ ta, không lẽ phải nhảy xuống. Ủa nó còn đường nào không ta? Sao tôi nhìn không ra đường anh em, hay là một trong những cái cửa này sẽ có đường. Đúng không? Đâu coi thử nha. À. Đâu mình mở từ từ nha anh em. Chắc chắn sẽ có một hòm giả thấy không? Giỡn cái mặt hả mày? Ô đây, cái này mới đúng là thứ mà tôi cần rồi anh em, quá trời đồ xịn luôn rồi thấy không? Đấy, toàn ba cái vớ vẩn đều không. Đây cửa đen, đây tôi mở hết luôn đi anh em, đây là cửa gì đây? Cửa đen luôn nè. Đây đa số toàn cửa đen không anh em ơi. Con chuột điên. À, ồ hạt giống công thức quá trời, học hết, mang về hết. Đây là gì đây? Ôi shit drop full damage trừ 100% cũng được đó anh em, cái này bị té thì sẽ bị giảm dam, không có sao hết. Ok. Tuyệt. Ồ vậy là không phải chỗ này hả ta? Nếu vậy thì đây tôi mở cái cửa này thôi. Có khi là đi giết thằng boss này sẽ có đường đi hay sao ấy. Mày nè, lì lợm chết bà, nó rớt xuống nước rồi anh em. Ủa như có thằng ở dưới rồi anh em. Đúng rồi. Ủa vậy nghĩa là đi xuống nước được à? Anh em chờ tôi tí, để tôi thử coi nha. Ai chà, đồ ăn thức uống gì quá trời đây. Ủa cái gì nữa đây anh em? Raw Iron, Moonstone hay lắm. Mini buy ai mà cần. Nói chung là đem đồ ăn, thức uống này nọ về thôi anh em ơi, quá đã. Military Leg Armor cũng được đấy. Hình như tôi nghe có tiếng một con ma nữ tóc dài ở đâu đây nè anh em. Và tôi nghĩ là chắc mình phải nhảy xuống dưới quá anh em ơi, bởi vì nó ghi kìa. Rõ ràng nó ghi cái chỉ nhảy xuống nè. Nếu vậy thì chơi luôn, nhảy xuống xem. Ôi mẹ ơi, đúng là dưới nước này quá trời nè anh em. Và mình bắn ở dưới này được nha. Hay lắm. Đâu để tôi thử xem có được gì không. Ô và tôi đánh lộn với ai ta? À đánh lộn với thằng đệ của tôi. Hay lắm. Ôi mẹ ơi đánh nhau ở dưới nước luôn này anh em. Ôi lạ kỳ vậy ta. Chà hiểu. Mày nè. Hay lắm. À và nó đánh. Ủa đánh đâu với ai vậy anh em? You running out of air. Chết mẹ tôi phải lên tôi thở cái anh em. Ôi chà được lặn nước nữa nè, đã vậy ta. Rồi thở cái. Xong xuống bắn tiếp. Có một anh survival dưới này anh em, hèn chi nghe tiếng bắn dưới này mày chết thấy bà mày luôn này. Thằng này kiểu một thằng survival tên là Extend hả anh em? Ui mẹ gì vậy? Mẹ nó giả dạng cái hộp làm tôi hết cả hồn. Đâu để tôi xem cái hộp này có gì. Ui cha, cũng đồ nhiều lắm nè anh em. Quá trời luôn. Hay lắm. Ui đạn quá trời luôn. Lấy hết. Ô vậy là tôi nghĩ là sẽ có một trong những cái chỗ trong cái cửa đó anh em, sẽ có một cái thùng nó chứa cái mảnh tele bột bị vỡ đúng không? Chỗ này thì tôi nghĩ là nó sẽ không có boss đâu anh em. Nếu vậy tôi chắc phải lên tôi mò lại cái đã. Rồi mấy thằng này nãy giờ nó cứ đấm nhau hoài. Ok để tôi xử nó luôn đi anh em, cho mấy thằng này đi theo tôi chứ tụi nó cứ mẹ đứng dưới nước tụi nó đấm lộn hoài. Ok. Rồi, lên thôi. You running out of air rồi. Mà quên mất anh em, có một cái nữa là làm sao lên. Thấy mẹ rồi, cái chỗ này đâu có chỗ nào để mình lại nhảy lên anh em. Hay là nó giấu ở chỗ nào đó dưới này, có một cái đường đi mà tôi không biết. À, kia rồi anh em, có một cái lối đi kìa. Ok, mò vào. Có khi biết đâu nó lại sẽ lại ra một cái hầm chứa đồ đúng không? Chứa cái mảnh vỡ tele bọt đó anh em. À, đây này, một cái cửa đỏ, cái cửa red. Thôi chết mẹ rồi, boss nó nằm ở đây nè anh em ơi. Đúng không? Ảo. Đúng rồi boss anh em ơi. Chết mẹ rồi, một con 10.000 máu với một con 8.000 máu. Ôi mấy con nó chơi chưởng rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là đừng có nên đứng đây. Tao để xem cái cửa nào có đã. Thằng này là cửa gì? Cửa đỏ hả? Thằng này cửa đỏ hết nè anh em. Ui chà, ai chà. Đâu đấy, cẩn thận anh em ơi. Tôi nghĩ là chơi thằng 8.000 này à, thằng 8.000 này yếu rồi anh em. Chơi nó trước đi. Chết bà rồi, căng đấy. Đúng rồi. Mẹ đám kia vô phụ tôi rồi anh em ơi, hay lắm. Nó vô nó tăng phụ tôi rồi. Nào. Mày xong cái này chắc tôi phải mua thêm một cây súng mod mới đi anh em ơi. Mẹ nó ra 2 boss cùng lúc luôn, ai mà chơi nổi. Mày nè. Hay lắm, nằm rồi. Mẹ banh xác luôn, dở mặt hả mày. Đây, cho nó tăng mấy thằng đó đi. Tôi vô tôi loot đồ cái tôi chạy luôn. Hay lắm, nhiều đồ lắm anh em. Ui, mày giả dạng hả mày. Chịt. Tôi đã dư túi đồ quá. Ủa, thiếu túi đồ lắm anh em, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ lấy những thứ cần thiết thôi. Máu này hay lắm, một cái mod gì ấy, nhưng mà chắc cũng chẳng cần đâu. Ê mày, con điên này giả dạng con gái tao à. Cái bên này cũng chẳng có gì, còn bên đây thì sao? Ô cái này sẽ giống như một cái thùng giả vậy anh em, mà làm sao. À đây rồi, cái mảnh vỡ phát xấu đây anh em, cuối cùng tôi cũng tìm ra rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi, một chuyến đi thành công. Ok mà bây giờ làm sao lên? À có cái lối lên kìa. Rồi đi thôi các con ơi, hay là tôi xử luôn thằng boss này đi anh em. Đúng rồi đấy. Đâu để tôi cho nó trái bom rồi, coi nó mất bao nhiêu máu. À, cũng khá nhiều máu chứ. Để tôi xử luôn. Ồ, cái này đúng như mấy game RPG đi săn boss là anh em, nguyên tổ đội nè đó không? Tôi búp và hai này tăng. Đấy, còn thằng kia là xạ thủ đứng vô đam. Quá ngon. Chơi mày luôn, thằng này là chỉ có sọc lên mới chơi chết được nó anh em ơi. Chứ súng thường là bắn không có thấm cho nó. Rồi nó trâu quá. Mày trâu. Hay lắm. Mày trâu hả mày. Hay lắm anh em. Cuối cùng cũng giờ được thêm token rồi nè. Được bao nhiêu? 119 token luôn. Rồi mình rút quân thôi các con. Lên đường đi về. À quên, còn mấy cái thùng ở dưới kia cũng khá nhiều đồ anh em, để xem nếu như được thì tôi quay lại tôi lấy cũng được. Ủa cái gì đây? À đi ra lại hả? Đúng không? À đi lên đây lại. Ok. À, tôi nghĩ mình đi ra được rồi đó anh em. Mấy chỗ kia thì chừng nào tôi dọn túi đồ thì tôi trở lại anh em, chứ giờ full túi đồ quá. Ok, rồi đi ra thôi. À quên đây. Mua của anh này xem, để xem bên mua cái gì nha anh em. Đây muốn thử xem thằng Han Canon này, thử xem anh em. Thằng Han Canon này tôi có khá nhiều đạn của nó nè, và nó tới 70 cái token lận. Đâu để tôi thử coi. Coi coi nó như thế nào nha. Và để xem tôi còn bao nhiêu, tôi còn 49, còn mua được gì nữa không? À, electric guitar hả? Ồ, cái này là giống như là một cái vũ khí cận chiến này, cũng hay quá chứ. Đâu để tôi mua luôn đi. Rồi để xem những thứ mới lại anh em. Đây bây giờ để đi lên coi, dưới này ồn quá. Mẹ thằng này nó chơi, thằng cha già này chơi giấu cái hầm dưới này, thấy ghét rồi anh em. Yeah. À và cái con ma nữ tóc dài nó ngoài này, nó đâu rồi? Sói này thì sói. Đâu đâu để tôi thử xem. Cây Han Canon nè, bỏ vô cây này đi. Là cây guitar này thử xem. Rồi xem nhìn cũng vui chứ anh em. Nó có ghi đam như thế nào không? Nó không có ghi đam anh em. À đây 52 hả? Cũng được đó. Đâu thì tôi thử xem. Đây rồi, chơi thử với con chó này xem. Lấy guitar đập chó. À và cây guitar này có điện anh em. Mày excellent. À được quá anh em. Ê chó. Mà đúng vui luôn. Đâu để anh Canon coi bắn như thế nào. Đây tôi có 53 viên. Ui mà đâu mày ôi ôi mạnh vậy, hình như là bắn lan luôn á em. Đâu để thử xem. Ôi ôi bắn lan luôn, mẹ con gái tôi luôn, bắn lan bộ tôi luôn em. Ủa này đúng là cây Canon chứ. Đâu để tôi dụ đám này lại coi. Đúng rồi, lại đây các em, lại đây các em. Ờ đúng là vũ khí mod vui phải nồi anh em. Đó anh em ơi, tôi nghĩ tập này sẽ tạm dừng ở đây nha. Còn như là qua bên một cái trader mới là cũng khá vui anh em, kiếm được khá nhiều đồ ngon. Và cũng đã coi như kiếm thêm một mảnh vỡ của teleport nha. Bữa sau tôi cũng sẽ tiếp tục đi, coi như là tôi nghĩ là sẽ trở về và nâng cấp thêm nhà của tôi anh em. Thử hết tất cả các cây trồng và xây nhà cho đẹp, thủ chăn máu, xong rồi sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi kiếm trader chui xuống hầm nha anh em. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha, đừng quên để lại một đăng ký kênh và một like nha anh em, để coi như là có thể ủng hộ cho Trungkd Gaming, và anh em sẽ có thể tiếp tục theo dõi và không bỏ lỡ những cái tập tiếp theo trong series sinh tồn 7 Days to Die Age of Oblivion này nha. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em, tạm biệt và hẹn gặp lại.